còn cái chuyện mà người tai nạn chết ngoài đường ấy, thì xin thưa là uh, nó có rất nhiều những cái uh, lời đồn thổi những cái quy định ở thế gian nhưng mà ở thế gian á do họ không có hiểu được chánh pháp cho nên là họ có những cái quy định rất là kỳ cục uhm, thì cái chuyện mà chết ở ngoài đường không được đem về nhà thì nó cũng là cái kiểu đó mà chính bởi vì chúng sanh không có hiểu được chánh pháp đó, cho nên là những cái quy định đó nó không có tác dụng hết nên nó không có nó không có tác ý nghĩa không có tác dụng họ nghĩ như vậy là đúng nhưng mà thực tế nó không có đúng bởi vì chúng sanh sau khi chết rồi đó, thì họ tái sanh ngay lập tức Uh, không có cái chuyện là mình đem rước cái xác đó về Rồi bắt đầu là nó liên lụy cho cả nhà Thì nó không có chuyện đó Không có chuyện đó nha uh, Cứ yên tâm, yên trí ha uh, Cái xác đó thì, thì không dính dáng gì cả. Chẳng qua là do cái um, uh, văn hóa người Việt á Do văn hóa người Việt Thì uh, xác người thân thì mình để ở ngoài nó kỳ Cho nên thì mình cũng ráng mình mai tán có thể là hỏa tán hoặc là địa tán như thế nào đó để cho nó nó hợp với cái văn hóa Việt Nam chứ còn những cái thứ nhất là tốn kém cái thứ hai là kiên kỵ thì mấy cái đó không cần thiết không có gì, gì phải sợ hết trơn cái chuyện mà quý vị đem một cái xác chết về nhà đó, nó cũng không có cái gì gọi là xui xẻo à, chỉ có như vậy cái này thì có tức là gì một cái tử thi đó thì khi nó phân hủy nó sẽ tiết ra cái chất độc cái khí độc à, thì cái khí độc đó đó à, với những người mà yếu đó, thì họ sức đề kháng họ yếu thì họ có thể bị bệnh à, mà tiếp xúc càng lâu thì à, lại càng dễ bệnh à, điều đó giải thích cho những cái đám tang mà mình để cho nó nhiều ngày đó thì à, cái người nhà đó họ rất là mệt mỏi bởi vì sao bởi vì thứ nhất là tiếp xúc với cái 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 khí của cái xác chết cái tử khí ấy. cái thứ hai là nhất là người việt mình nhang đốt cho lắm mà ba cái nhang mà mua ở ngoài toàn nhang quá chất không ừ, phải nói là có nhiều khi sư đến một cái đám tang á cả một căn nhà nó toàn nó quyện nó quyện cái khối nó quyện cái khối nhang nó chịu không nổi mình hửi cái mớ quá chất đó đó nó độc gấp trăm lần cái chuyện mà mình hửi cái mùi xác chết thành thử ra những cái đó nó làm cho cái môi trường cái môi trường xung quanh một, một cái xác chết nó bị ô nhiễm ha thì nó sẽ đem lại bệnh tật chứ còn bản thân bản thân cái chuyện một cái xác chết đó, đó cái người đó, đó thì nó không có sao hết trơn mà chẳng qua là do một cái xác chết đó, nó là cái điều kiện cho những cái môi trường độc hại phát sinh Ờ, thành ra mình ý thức được cái chuyện này đó thì mình đỡ khổ ừ. chứ còn nhiều người nói tả kiến thì họ giận chứ còn nói chung là họ thiếu chánh kiến ờ, cho nên là họ hành khổ bản thân và khổ gia đình ví dụ như gặp ông thầy nào đó ông phán cho một câu cái xác cái cái, cái cái người chết thì là nó trấn trấn gia đình trấn nhà thành ra là phải làm lễ ờ, họ bày đủ kiểu hết trơn á thí dụ như là con phải đội mồ đội đội hòm hoặc là uh, con phải liếm cái hòm hoặc là nói chung là họ bày đủ kiểu để cho người ta phải cực phải khổ phải chịu khổ như vậy đó hoặc là 12 giờ đêm hoặc là hai ba giờ sáng làm lễ cái kiểu mình thấy khổ cái cái, cái gọi là cái 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 thủ thuật kinh doanh đó, đó là phải làm cho người ta khổ người ta cực người ta mới thấy công sức nó đáng giá rồi người ta mới cái phong bì nó mới dày kiểu đó đó rất là thức đức ừ, rất là thức đức ờ, thành ra là sư thì sư không có ủng hộ mấy chuyện đó ừ, mình làm sao cho nó gọn nhẹ đỡ tốn kém là được rồi Ờ chỉ tiếc là nhiều người đó họ muốn họ sướng họ không chịu phải hành cho họ khổ họ mới chịu không có tốn kém mà không chịu họ phải bỏ tiền cho phải tốn tiền cho thiệt nhiều cho những thứ vô ích họ mới chịu thì thôi cái cái đó thì khôn giờ dễ chịu ờ à, nhắc nhắc sẵn nói luôn nó có một cái mình hay gọi là trùng tan Uh, tôi không biết cái trùng tang mình mọi người định nghĩa như thế nào tức là có có những khi mà thí dụ như uh, gia đình á một người chết rồi thì cách đó không bao lâu thì sẽ đến người tiếp theo chết ví dụ như cha vừa chết thì không bao lâu thì mẹ chết mẹ chết không bao lâu thì bắt đầu chồng chết chồng chết không bao lâu thì bà về dạ. rồi uh, người này người kia chết nhiều người họ sẽ đâm ra sợ À, tại vì sẵn nó sẵn liên quan thì sư nói luôn để quý vị đừng có đừng có đổ oan cho người ta là người này kéo người kia kéo nó như thế này nè à, chúng sanh á, chúng sanh á, có bốn cái pháp cộng nghiệp à, mà chính bởi vì những cái pháp cộng nghiệp giống nhau đó thì chúng ta mới làm thân bằng Quyến thuộc của nhau à, nói một cách thô tục dễ hiểu đó là mình tạo những cái nghiệp giống nhau thì mình sẽ làm thân bằng quyến thuộc nhau. Ví dụ như trong một cái gia đình bốn à, à, con người nó bốn con người cùng nhau giết một con bò. Ví dụ như người nắm cái chân, người nắm cái sừng, rồi người có vai trò chối à, nó, rồi người có vai trò là đâm nó, rồi người có vai trò lấy cái thao hứng máu nó, rồi người nói chung là mỗi người phụ một tay đó để mà giết một con bò thì đời sau sanh ra do cái họ cộng nghiệp cùng với nhau cho nên là họ sẽ làm thân bằng quyến thuộc của nhau để họ chết gần nhau thời điểm chết một là họ chết cùng một lúc ví dụ như bốn con người đó họ làm cha mẹ vợ chồng con cái như thế nào đó bốn con người là quyến thuộc của nhau chui lên một chiếc xe để rồi bị tai nạn chết là đi lên một chiếc một chiếc đò để rồi bị tai nạn chết hoặc là núp chung một ở dưới một cái lùm cây để rồi bị tai nạn chết ờ, hoặc là có thể là do cái 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 phước cái nghiệp nó nó hơi lệch một tí xíu cho nên là người này chết trước người kia một thời gian ngắn nói chung quy ra đó là do những con người đó cùng tạo một ác nghiệp cho nên đó, chết một là chết cùng lúc hai là chết nó nó gần nhau thành ra là không có cái chuyện mà người này kéo người kia nhé hiểu giáo pháp thì mình hiểu đây là nhân quả nhân đến lúc trả quả chứ còn mà mình sợ đầu sợ đuôi sợ trước sợ sau thì nó chỉ có khổ mình thôi nha rồi nó chỉ có làm dày túi cho mấy cái tay mà khoái vẽ tại vì mình không biết á. Là người ta vẽ cái gì là mình theo cái đó ừ thì người ta nên tránh